Rồi hôm nay là có hiện diện của bà cá tám canh. Bà cám hả? Bà cám là gì? Giờ tôi kêu bà cám luôn à. Nói lộn nó lại. Chào cả nhà của fan Cam Thi Family. Tôi là bà tám Cam Thơ. Hôm nay xuất hiện trên Cam Thi Family. Hôm bữa một lần ít xịt. Bây giờ có người mới... cầm len kìa. Nói sao bà tám gì có chút xíu. Sao bà tám ngồi lâu bây giờ? Tại bà tám bận quá. Hôm nay bà tám mới mới đi Đức Mẹ với lại Thi Huy chở dắt hai người này đi Đức Mẹ. Rồi bây giờ mình xuống Đức Mẹ coi nha. Tại Đức Mẹ hôm nay sửa chữa đó. Để coi cái bà tám á là chị ruột, nhưng mà thấy là bà chị gì nhỏ xíu à, còn em gì. Ok vậy chắc nhờ Huy làm cameraman ha. Ok ok rồi. Làm cameraman mà quay sao cho tôi đẹp nha, quay tôi xấu là tôi quánh á. I try my best. Rồi. Rồi mời mọi người tới thăm Đức Mẹ nha. Rồi. Right, ok. Wish me luck everybody. Rồi. Mình tới quan cảnh của Đức Mẹ thôi. Thì sẽ chiếu ha. Trời hôm nay trời mát quá, trời rất là đẹp. Hôm nay trời đẹp quá ha. Rồi, hơn xíu quan cảnh Cali ngay chỗ Đức Mẹ Long Bích. Thấy con đường này quá. Gió nha, gió. Ủa vậy hả? Gió là gió. Gió. Vậy đó hả? Nè. Đây là coi như là một vườn cam luôn. Mình có thằng hạt nè. Đây là thiếu cả cái này nè. Cảm ơn em nhiều. Cái tay đẹp anh. Cảm ơn anh nha. Đẹp ha. Giờ tôi đưa mình hơi cho. Wow, thi được kìa. Ủa này làm phép chưa anh em? Có làm phép hết rồi. Mẹ dịu hiền ngọt ngào âu yếm lòng tin yêu của trẻ thơ, con nhìn lên mẹ, mẹ ơi, mẹ dịu hiền ngọt ngào âu yếm, con muốn dâng lên lời khấn nguyện cho mọi người cảm nhận tình thương. Mẹ dịu hiền ngọt ngào âu yếm, giúp đoàn con biết nhạy cảm hơn với người ốm đau nghèo khổ. Mẹ dịu hiền ngọt ngào âu yếm, xin tỏ ra môi tình mẫu tử cho những ai nguyện cầu cùng mẹ. Mẹ dịu hiền ngọt ngào âu yếm, mẹ bồng bế Chúa hài nhi. Mẹ dịu hiền ngọt ngào bao là chiều mến, con dâng lên mẹ lời cảm mến.
mới có dịp gặp lên đây. Ô vậy đó. Dạ. Xong qua đỡ luôn rồi, bây giờ bên em muốn retire. Chờ retire mới quan. Em ở kia rẻ lâu mau nữa mới retire. Em nhất retire sớm không biết cái được. Còn mấy năm nữa nè. Em mới 50 rồi thôi. Còn là tôi tưởng gần gần cái tôi trông có người retire tôi đem ở đây tôi bàn giao đây cho quý vị. Tôi bây giờ tôi nghe nó ai gần retire thì mừng lắm. Mừng lắm thiệt tình á. Nhưng mà chắc Đức Mẹ chưa cho anh retire. Mình á. Cái này cũng ai muốn muốn cũng được đâu. Dạ dạ đúng rồi. Có ơn mới được á chứ phải dễ đâu. Mẹ phải tin tưởng ai mẹ mới giao. Đúng rồi. Đúng rồi. Có khả năng không? Có khả năng nữa. Em không biết mẹ có tin em không? Đúng không? Cái gì chứ? Ra thử Đức Mẹ nó biết không? Trước mắt là Đức Mẹ là cũng ra. Đi dót ngày phải vào phải training. Đức Mẹ phải training thời gian thôi. À có được. Có khiếu hả? Dạ. Vô. Vô rồi. Vô bên đó. Dạ. Thử việc nha. Thử việc. Thử việc đâu thôi. Intern. Đẹp quá ha. Ra đây á. Mặt phải dậy. Vừa tốn công vừa tốn của nha. Có thấy ông nào mua đèn, nào mua sốt. Hoa thì mua đó, khi về đó, cất. Cất. Mà cần này. Cần là có sẵn là đem ra. Vậy mà họ nói là mình ăn cắp rồi mình đem bán. Không, mẹ người ta càng chửi mình càng được cái chịu khó bằng lòng đó. Cái kinh Đức Mẹ đó. Thấy không, là mình cũng được ơn nhiều lắm. Nên là không sao. Cậu cho người ta chửi đi cho mình cậu ơn. Cậu cho chửi được ơn. Đức Mẹ hiểu được rồi. Mất ơn hết. Dạ. Chị có công với Đức Mẹ. Chúa còn, Chúa còn bị đóng đinh nữa mà. Đúng rồi. Chúa còn bị sỉ nhục mà. Mà Chúa phải bằng lòng. Bị đóng đinh nữa chứ. Cái nào rảnh rồi làm tí. Ủa cái anh này là cái gì của à? Cái con cháu này cũng hay ra đây vậy đó. À. Làm gần gần đây là cứ chạy ra. Dạ dạ dạ. Cắm hoa rồi. Phụ ông già hay ha. Đây cũng là nhân vật này cô Căn Thơ tính kiếm cái đồ heo mà không biết có được hay không. Đồ heo á là mai. Két hả? Ở ngoài. Mai. Hỏi Đức Mẹ lâu chưa vậy? Cái này lâu lắm rồi. Vì mình làm cái này khi mà làm cái này 40 năm thì không biết là chồng đem ở đây thì là bao lâu thì tôi không biết. Cũng lâu lắm. Lâu lắm rồi. Phải trên 40 năm. Thì lúc mà Đức Mẹ hiện ra trong giấc mơ là 80 năm rồi. Dạ. Rồi ổng lúc đó bề bộn nó vì khi mà sang sửa thì bề bộn rồi bàn ghế gì để tùm lum mà mẹ thì đứng ở ngoài vườn đây nè. Dạ. Nhỏ xíu à, cỡ này thôi giống như trong gia đình mình đó. Rồi cái là bàn ghế rồi nó chồng chất đồ bê bối. Sau đó đó thì là ổng trong giấc mơ thì ổng nghe thấy là mẹ nói là đi ra đây để đem tan lên để mà mọi người cùng kính ngài. Ừ. Mà một lần thì ổng cũng chưa tin, ổng cứ tưởng rằng cũng là mơ, thôi. Mơ mộng vậy thôi. Thôi. Mà nó lặp đi lặp lại tới mấy lần lận. Thì ra ổng mới tò mò thì thôi cứ đi ra coi thử coi sao có hay không. Lật qua lật lại thấy có tượng mẹ. Mà bây giờ bức tượng đó các vị trong đó vẫn còn giữ. Một ngày nào đó mà khi tôi kết thân rồi là sẽ để xin á. Xin để mà mình thấy được cái gốc mẹ. Đâu? Bạn đời của tôi đó. Xin để là ông thầy trong đây á. Phải ông này ông này thì ông tu ở chùa Miên là gần gần đây nè. Cũng đi bắt bộ rồi cũng đến đây để cầu nguyện. Thầy đến cầu nguyện rồi mình đó mình xin chập chúng. Dạ dạ. Đặc biệt không? Đúng rồi, đây Đức Mẹ là ai cũng tới ha. Rồi mình cũng thấy cái hồi mà Tết năm ngoái, 2 năm trước khi Covid á. Rồi cũng có mấy người sư thầy nè ở bên Đài Loan qua đây để thăm ở đây nè. Rồi đi ra đây cũng cầu nguyện. Dạ. Lưng lắm mà Đức Mẹ ở đây nổi tiếng. Họ cũng ra đây họ để họ tạ ơn họ cầu nguyện nữa. Cái 2 cây rồi tôi đang. Trời mấy cái này mà mất hoài rồi sao mà mua hoài. Mua hoài. Cháu không? Có là mấy cái đèn là anh phải lấy về hết chứ. Đâu có lấy về tối Đức Mẹ tối hù. Ồ. Chị bông phải lấy về không anh? Không, bông. Bông sẽ có phải lấy chứ bông nó đẹp quá trời, tụi nó lấy sao? Lấy thôi sao bây giờ? Lấy thôi, lấy về nó trồng quá thơ. Không lấy nó vậy hả? Ngày nào mọi người uống vậy? Chậu này mình ghim rồi thì người ta không lấy hả Nancy? Sĩ? Nó lấy sạch hết được. Cũng lấy luôn. Còn hết rồi, lấy hết. Vậy à? Hên xui à. Nhiều bữa lấy nó quăng đóng được mình. Phá.
hết chỗ rồi tới chút đỡ linh thiêng mà phá thấy có tội quá. Do mẹ kia đi. Đêm buổi tối thì khoảng mấy giờ anh mới về? 6 giờ. Cái này đó là được cái gió biển, dạ, đúng không rồi. Khí làm cho người ta cái vị trí đó, chị khỏe mạnh. Dạ. Quay. Năm nay. Trình này thì khoảng mấy tuần hả chị ha? Mình nghĩ á chắc là cũng khoảng tháng. Tất cả tháng nữa. Cũng xong, cho mấy... là nhanh nhất. Đúng rồi, phải tu bổ này lâu lắm rồi. Dạ. À, chị cái ha? Này vậy chứ còn phải đào lên một lớp nữa đó. Ồ, hai lớp đúng rồi. Bữa mới đào có một lớp rồi. À. Ừ. Tại vì cô biết sao không? Vì cái chỗ này là chỗ linh địa nữa, lúc nào cũng có người đến viếng, người ta không muốn để mà nó bị crap á, người ta sợ là về health community á, sợ bị té hay là này kia. À. Tự làm tới đâu là hốt như tới đó. Dạ. Dạ. Hôm nay mới được đến thăm Đức Mẹ. Thấy chị Thơ á, chị quay Đức Mẹ hoài ở trên YouTube á, mà giờ mình mới trực tiếp đến. Tiếc quá, hai đứa nhỏ nó đi chơi với chị Két rồi, đi Universal đó, nên nó không đến đây được. Nếu mà lần khác mình có dịp mình đến lại trời mát quá, beautiful day. Thì á, tôi là quay cho nó phù tôi còn hơn cái gì nữa. Một tháng trung bình nó mất khoảng 5 đến 6 ngàn tiền căn. Như cái vụ này á, mình mua 12 đồng về nó bán có 4 đồng thôi. Ừ. Nếu mình kỳ trước tuôn ra đây thì cứ để về tối nó đem ra đi chợ. Trời ơi. Mà về nó bán 4 đồng thôi thì mình chia 1/3 thì từ 5 đến 6 ngàn thôi. Sao ta? Nhà không, tối đem xe chợ đi là tháng có những có cách gì mà ngăn chặn cái này không ha? Không, có camera không? Không, bây giờ tôi đem về tôi đủ để đây. Đem về bỏ mấy nhà thờ. Ủa? Dạ. Dư chiều nãy mấy bà sơ tới. À đúng rồi, nhiều nhà thờ cũng để cho đẹp ha, để trong nhà thờ. Đó, nhà thờ tôi 4 nhà thờ mà. Dạ, vậy cũng đỡ ha. Mà tám thăm thơ mà đi đâu ai cũng nhận diện. Rồi Thơ mới gặp fan gì vậy? Thơ mới gặp fan hả? Ờ fan, đi đâu cũng có fan hết mà. Tám quá trời tám luôn mà không có quay. Nhờ nhiều fan quá. Quay tám nhiều quá trời tám luôn. Chị đó chỉ vui quá trời luôn. Chị gặp chị mừng ha, thấy nắm tay rồi đó. Fan đấy, hai chị này có ai nữa mà nãy có ai nữa mà fan chị rồi. Hai đứa hai chị này không có người nào nữa. Có người nữa mà quên rồi, không nhớ. Ra đây lúc nào cũng gặp hết á. Mà sao xuyên. Thơ cũng tức trực đây almost hầu như là ngày nào cũng ra phải không? Rồi. Rồi tới giờ đi về rồi. Bà Thi bà cầm cái cây selfie vậy đó. Cầm vậy cầm chi mà dày nè mới xa nó được. À. Đó. Để vậy mới không phải là chuyên nghiệp. Rồi thôi cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video clip này nghe với bà Tám Cam Thơ đây. Xuất hiện rồi đó. Nhớ ủng hộ kênh Cam Thơ Family. Ông lộn. Cam Thi Family. Cam Thơ Family luôn. Cam Thi Family nha các bạn. Ủng hộ kênh Cam Thi nha. Rồi. Cảm ơn cả nhà. Bye bye. Bye bye. Clip sau. Thank you. Chúc các bạn bình an. Và vui vẻ, mạnh khỏe nha. Rồi. Cầu mẹ cho bye. Bình an đến tất cả mọi người. Rồi, bye bye. I love you all. Mẹ dịu hiền ngọt ngào âu yếm với lòng tin yêu của trẻ thơ. Con nhìn lên mẹ, mẹ ơi, mẹ dịu hiền ngọt ngào âu yếm, con muốn dâng lên lời khấn nguyện cho mọi người cảm nhiễm tình thương.
ngọt ngào âu yếm, giúp đoàn con biết nhạy cảm hơn.